Tiếp nối chương trình, chúng ta cùng đến với anh Nam Cường qua nhạc phẩm Song Ca Kể Chuyện Trong Đêm. Anh sẽ kể cho chúng ta câu chuyện về trong đêm của anh và người tình của anh. Không biết câu chuyện sẽ như thế nào đây. Nhân đêm Giáng sinh, thấy Nam Cường cùng năm con gái chúc. Trước tiên là cảm ơn Đình Hòa, sau đó là chúc tất cả nhà. Mọi người chúc nhau nhiều quá, bây giờ chỉ biết chúc một thứ, đó là một đêm Giáng sinh an lành. Chúc cả nhà vui vẻ. Kể chuyện bình thường, không phải kể chuyện tế nhị. Một đêm biết chuyện người bạn chiến đấu nằm bên nói rằng xin chúc hai người suốt đời yêu nhau như trái cầu phải chung tình cùng trời tình. Anh hứa anh là suốt đời của em. Anh chớ lo câu ân tình nhạt nhòa, thời gian bối xóa anh nhạt phai chứ không phải nhạt tình. Nhớ lúc rời nhau một vầng trăng khuyết lạc trên tuyến đầu. Chẳng em thôi sầu vì người đi cho lý tưởng.
một vầng trăng khuyết lạc trên tuyến đầu. Chúng thiệt.